anh em. Chào mừng anh em quay lại với series World of Warcraft của Maximod. Ở tập trước, chúng ta biết rằng Illidan đang chuẩn bị cho một cuộc viễn chinh tiêu diệt quân đoàn rực lửa. Nhưng cuộc viễn chinh chưa bắt đầu, anh đã phải đối mặt với nhiều vấn đề khác. Hãy cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra trong video hôm nay nhé. Giờ thì hãy bật phụ đề lên và cùng Maximod bắt đầu nào. Ở tập trước, Illidan quyết định tấn công tòa thành Sarchat vẫn còn non trẻ để ngăn ngừa hậu họa. Và anh ra lệnh cho hoàng tử Kael'thas Trader cùng quân huyết tiên thực hiện nhiệm vụ đó. Lúc này, Kael'thas đã biết về sự tồn tại của đội quân thợ săn quỷ tinh nhuệ mà Illidan đào tạo. Anh đề nghị cho đội này cùng tham gia cuộc tấn công, nhưng Illidan từ chối. Gã nói rằng họ đang có nhiệm vụ khác, nhưng gã ta không nói nhiệm vụ đó là gì. Câu trả lời của Illidan dĩ nhiên khiến cho Kael'thas nổi giận, nhưng anh ta vẫn nghe lệnh. Anh cử một pháp quan tài năng là Vorenthal dẫn đầu cuộc tấn công. Đội quân huyết tiên nhanh chóng hành quân tới Sarchat. Trong hàng ngũ đó là một số phù thủy giỏi nhất của Kael'thas. Họ biết rõ chiến tranh là như thế nào và họ rất muốn làm hài lòng hoàng tử của mình. Trong mắt họ, Sarchat và những vệ binh của nó chẳng có chút cơ hội nào. Nhưng cuộc tấn công Sarchat đã chấm dứt trước cả khi có bất cứ giọt máu nào đổ xuống. Trên đường tới Sarchat, Vorenthal đã thấy được một viễn cảnh. Anh thoáng nhìn thấy tương lai khi dân tộc anh lấy lại được vẻ huy hoàng năm xưa và thoát khỏi cơn nghiện ma thuật cũng như sự tuyệt vọng. Ở trung tâm của viễn cảnh đó là một Naru. Nguồn thánh quang của nó tỏa sáng khắp Wealthalas và xoa dịu sự đau khổ luôn dày vò tâm hồn loài huyết tiên. Vorenthal đã mãi mãi thay đổi bởi những gì anh nhìn thấy. Anh kể cho cấp dưới của mình về viễn cảnh này và thuyết phục họ rằng vị Naru kia chính là chìa khóa để cứu dân tộc họ. Các huyết tiên lập tức tin vào tương lai lạc quan của Vorenthal. Họ thay đổi lập trường nhanh như vậy cũng dễ hiểu. Họ đã trải qua biết bao nhiêu gian khổ tại ngoại vực, vậy mà kết quả chẳng mấy khả quan cho dân tộc họ. Mỗi ngày họ vẫn phải lao động, phải chiến đấu và đổ máu, và thiếu ăn thiếu mặc chỉ vì muốn tìm ra giải pháp chắc chắn để cứu rỗi những đồng bào tại Azeroth. Nhưng thời gian trôi qua, họ đã nản chí. Họ tuyệt vọng muốn tìm một con đường mới, kể cả khi đó chỉ là một viễn cảnh phù du. Khi tới Sarchat, Vorenthal và đội quân của anh bỏ vũ khí xuống, rồi thề trung thành với Adal. Những huyết tiên mới gia nhập này sẽ được gọi là quân Scryder. Vorenthal gửi tin cho Kael'thas, thôi thúc hoàng tử tham gia cùng vị Naru tại Sarchat, nhưng anh không nhận được một phản hồi nào cả, bởi vì Kael'thas rất tức giận. Quân đội chuyên nghiệp của anh ta đã bỏ rơi anh để đi theo một Naru ư. Anh ta công khai kết tội hành động này là phản bội, là sự xâm phạm quyền hạn tối cao của hoàng tử. Cá nhân anh ta cho rằng sự đào ngũ của Vorenthal là bằng chứng cho thất bại và nhu nhược của chính anh. Biên cố này cũng khiến cho sự rạn nứt giữa Kael'thas và Illidan nghiêm trọng hơn. Các hoàng tử yêu cầu Illidan trả thù vì Naru, nhưng không có bất cứ cuộc chiến nào diễn ra. Illidan quá tập trung vào các thợ săn quỷ đến mức y chẳng thèm để ý đến đội quân của Vorenthal. Điều này chỉ càng chứng minh cho Kael'thas thấy rằng những gì Illidan nói với anh là sự thật. Illidan chẳng quan tâm gì tới hoàng tử và dân tộc của anh. Kael'thas sẽ không cho phép Illidan hy sinh các huyết tiên như lũ tốt thí. Anh đã mất toàn bộ niềm tin vào cả điểm mình Hunter cháo trở, và anh xem Illidan là ân nhân mới của mình. Một phần nhỏ trong Kael'thas biết rằng mình không nên tin tưởng quân đoàn, đặc biệt là sau những gì chúng ta làm với vương quốc của anh. Nhưng anh không thể kháng cự nổi sự cám dỗ của ma thuật phèo. Cái viễn cảnh tìm thấy con đường mới để hấp thụ nguồn năng lượng hắc ám đã án ngữ hoàn toàn suy nghĩ của anh ta và khiến tất cả mọi thứ khác trở nên không còn quan trọng nữa. Trước đây, khi Illidan thực hiện lời hứa của mình, gã dạy cho Kael'thas và các huyết tiên cách để rút năng lượng từ các cổ vật, sinh vật và môi trường để thỏa mãn cơn nghiện ma thuật. Nhưng cũng như lần trước, chơi hàng xịn lâu năm thì mấy cái thuốc dởm này chỉ giúp họ đỡ vã. Hơn nữa, mỗi khi hết thuốc thì cơn nghiện còn dữ dội hơn cả ban đầu, chìm trong khao khát muốn tìm một nguồn sức mạnh thỏa mãn hơn. Kael'thas nghĩ đến ma thuật phèo. Hoàng tử vốn biết sự nguy hiểm khi hấp thụ nguồn năng lượng hỗn loạn này, nhưng anh tin rằng mình có thể kiểm soát được nó. Năng lượng phèo thật ra không thuộc về ai cả, bởi vì nó bào mòn và tha hóa bất cứ ai dám hấp thụ. Cho nên từ trước tới nay, ngoại trừ quân đoàn thì Illidan là người duy nhất đủ điên rồ để hấp thụ nó. Giờ đây, khi Kael'thas đã xác nhận được sự tồn tại của các thợ săn quỷ, cũng như chứng kiến họ sử dụng ma thuật phèo mà không rơi vào tầm ảnh hưởng của quân đoàn, anh ta chắc chắn rằng mình sẽ không thua kém lũ tà đạo này. Kael'thas thuyết phục Illidan dạy cho anh cách hấp thụ năng lượng phèo. Sau đó, hoàng tử tiến hành rất thận trọng, chỉ rút ra một phần nhỏ ma thuật đấy mà thôi. Nhưng giống như ăn vụng, cứ ăn được một miếng
chúng ta sẽ tự nhủ rằng thêm một miếng nữa chắc không sao đâu. Không lâu sau, Kaltas dần nghiện nó trong vô vọng. Anh càng hít, nó càng phê. Anh hít nó mỗi ngày, mỗi giờ, khiến cho cô tiên sanh ngày càng gặm nhấm nhiều hơn về tâm trí, cơ thể và cả linh hồn anh. Sự nghiện ngập khiến cho mối liên kết giữa hoàng tử và dân tộc mình mờ nhạt dần. Dù cho anh rất muốn cứu tộc huyết tiên, anh ta dần trở nên hoang tưởng về họ. Hoàng tử dần tin rằng họ vốn xem anh ta là một thất bại. Thực sự thì phong trào đông du tới Outland của Kaltas chẳng hề giúp được gì cho dân tộc, mà chỉ khiến cuộc sống họ khổ sở hơn. Iridan tuy là một lãnh đạo tài năng về mặt quân sự, nhưng về khoản quản lý và chăm sóc cho đội quân của mình, anh ta còn thua cả Kaltas. Lựa chọn sáng suốt bây giờ là chia tay sớm bớt đau khổ. Kaltas sẽ trở về nhà. Tuy nhiên, cái viễn cảnh quay về Wethalas nhưng không tìm ra giải pháp nào cứu dân tộc khiến hoàng tử cảm thấy hổ thẹn và tức giận. Chính niềm kiêu hãnh không dám chấp nhận thất bại đã bẻ hướng số phận anh ta. Những cảm xúc mâu thuẫn trong lòng hoàng tử đã khiến anh ta trở nên bất ổn. Có lúc, anh ta là một hoàng tử tốt bụng. Đôi lúc, anh bất ngờ chửi mắng cấp dưới với một cơn thịnh nộ không thể lý giải nổi. Lúc này, Chuchinan nhận ra sẽ không dễ thao túng Kaltas, nên đã hành động rất cẩn thận. Bởi vì Kaltas biết rõ vai trò của quân đoàn trong việc hình thành quân truy quét, anh ta biết rằng lũ quỷ là kẻ phải chịu trách nhiệm cho việc phá hủy Wethalas và làm nhiễm bẩn nguồn nước mặt trời. Và rồi, gã chú quỷ liên lạc với Kaltas. Để không nói gì về sự hiện diện của Anvina Tich hay kế hoạch xâm lược Azeroth của gã, Kildreden chỉ tập trung đả kích sự cháo trở của Illidan Stormrage và hứa rằng sẽ giúp cho hoàng tử thỏa mãn cơn thèm khát ma thuật của mình. Kildreden thì thầm vào tâm trí hoàng tử và nói rằng Illidan đã giữ kín bí mật thực sự của việc sử dụng ma thuật Fel. Anh chỉ chia sẻ một cách duy nhất để rút nguồn năng lượng hỗn loạn đó ra. Nhưng dĩ nhiên, vẫn còn nhiều cách khác. Đội quân thợ săn quỷ đã sử dụng những kỹ thuật tinh tế đó, và đó là nguyên nhân khiến chúng trở nên hùng mạnh. Lý do Iridan không chia sẻ cho Kaltas những kiến thức này rất đơn giản. Y không tin rằng hoàng tử và dân tộc anh xứng đáng. Gã cụ dạ tiên chỉ xem họ là công cụ để hy sinh trong cuộc chiến chống lại quân đoàn của y, không hơn không kém. Kildreden hứa sẽ tiết lộ mọi kiến thức về ma thuật Fel cho Kaltas. Đổi lại, gã chú quỷ muốn anh rời bỏ phe Iridan. Ban đầu, Kaltas từ chối lời đề nghị của gã chú quỷ, nhưng Kildreden vẫn tiếp tục đưa ra những lời hứa hẹn một cách kín đáo. Những ngày tiếp theo, những lời nói đầy cám dỗ của gã cứ văng vẳng trong tâm trí vốn là rối loạn của Kaltas Trider và gặm nhấm niềm tin của anh ta với Iridan Stormrage. Cuối cùng, không mấy lưỡng lự, Kaltas lập ra một hiệp ước với gã chú quỷ. Anh đồng ý bỏ rơi Iridan Stormrage. Đổi lại, Kildreden sẽ ban cho hoàng tử điều anh thèm khát nhất, đó là kiến thức về cách sử dụng ma thuật Fel. Tận dụng việc Iridan đang tập trung rèn luyện cái thợ săn quỷ của hắn, Kaltas và hầu hết đội quân im lặng rời khỏi ngôi đền đen. Hoàng tử hứa rằng anh ta sẽ quay trở lại, nhưng dĩ nhiên là nói dối. Anh tìm được một ngóc ngách xa xôi tại Outland được gọi là Netherstorm, nơi anh tự thành lập căn cứ của riêng mình. Phải rất lâu sau, Iridan mới nhận ra việc Kaltas không hề có ý định quay trở lại ngôi đền đen. Nhưng đó là trước khi Kaltas tìm ra Tempest Keep. Con tàu bay này chứa đựng những công nghệ vượt xa mọi thứ anh từng thấy tại Azeroth. Kaltas chẳng biết gì nhiều về các hoạt động của Tempest Keep, nhưng anh nghĩ đến việc sử dụng những máy móc trên tàu để hút lấy nguồn ma thuật xung quanh và hấp thụ nó. Vậy là anh cùng một đoàn huyết tiên nhỏ đã biết cách kiểm soát năng lượng Fel, đột nhập vào pháo đài và vượt qua các vệ binh. Các Naru bên trong không có chút cơ hội nào trước những kẻ xâm lăng. Oros cố triệu tập ma thuật để ngăn cản một xâm lược tiến vào một cánh của pháo đài. Một kết cấu vệ tinh của Tempest tên là Exoda, nhưng Muru thì phải chịu một số phận khác tàn khốc hơn. Naru này rơi vào sự kiểm soát của các huyết tiên, mặc dù đã thể trung thành với Kildreden. Kaltas vẫn còn quan tâm đến dân tộc mình. Anh đã tin rằng sức mạnh của Muru có thể thỏa mãn sự thèm khát ma thuật của huyết tiên. Kaltas sử dụng khả năng du hành vũ trụ của pháo đài dòng tố để tạo ra một cánh cổng dẫn tới Azeroth. Anh ra lệnh cho một số tay chân mang Muru tới Wethalas để các huyết tiên còn lại có thể hấp thụ sức mạnh của thực thể này. Anh cũng ra lệnh truyền dạy lại cách rút ma thuật từ những nguồn khác, chẳng hạn như sinh vật hay cổ vật. Các huyết tiên tại Wethalas có một cảm xúc lẫn lộn về sự xuất hiện của Muru. Quan nhiếp chính Lothema Theron và nhiều tiên khác rất lo ngại ý tưởng rút năng lượng từ một thực thể của Thánh Hoàng. Tuy nhiên, nhiều người khác lại không lo lắng như vậy. Một số người dành hàng tháng trời thí nghiệm trên Muru. Cuối cùng, họ tìm được cách rút nguồn năng lượng linh thiêng của vị Naru và tự sử dụng ánh sáng. Tin tức về thành công này lan rất nhanh trong giới cụ tư tế Wethalas.
bao gồm cả Lady Leandrin, khi quân Scourge phá hủy vương quốc của cô trong đại tạm chiến tranh. Vốn là một tu sĩ, cô cảm thấy ánh sáng đã từ bỏ mình. Niềm tin của Leandrin đã lung lay, khiến cô mất khả năng triệu tập nguồn sức mạnh linh thiêng đó. Số phận tương tự cũng giáng xuống đầu một số tử tế khác của Ethalas. Nhưng nhờ Muru, Leandrin và những người khác đã có thể triệu tập thánh quang. Họ sẽ ép buộc nguồn năng lượng của vị Naru bằng ý chí của mình. Leandrin là người đầu tiên tiếp cận với nguồn năng lượng của Muru. Cô và những người nối gót theo bước chân cô lập ra một hội hiệp sĩ tiên mới tên là Blood Knight. Thông qua đám quỷ tay sai tại Wethalas, Chichiden biết rằng Kael'thas vẫn chưa hề biết về sự tồn tại của Anvina Teach. Chỉ có quan nhiếp chính Lothema Theron và một số ít khác đã biết về sự tồn tại của cô và cô thực sự là gì. Tuy nhiên, trước khi hoàng tử trở về, họ quyết định giữ bí mật thông tin này trước Kael'thas. Lothema và cấp dưới hiểu rằng hoàng tử đang rất tuyệt vọng muốn cứu lại huyết tiên. Họ sợ rằng nếu Kael'thas biết về Anvina, anh ta sẽ hành động mà không thèm nghĩ tới hậu quả. Các tiên sẽ không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra nếu nguồn sức mạnh của thế thân này được truyền vào nguồn nước mặt trời. Wethalas giờ đã là một quốc gia độ nát mong manh. Một thảm họa khác có thể sẽ phá hủy nó mãi mãi. Nhưng dần dần, quan điểm của Lothema về bí mật này đã thay đổi. Anh và dân tộc mình vẫn luôn lo lắng về số phận của Kael'thas tại ngoại vực. Họ nghĩ rằng đây là thời điểm anh ta nên trở về nhà. Lothema tin rằng cách duy nhất để đưa anh ta quay về là kể cho anh biết về Anvina. Sau khi Kael'thas đem Muru về Azeroth, những người đưa tin của Lothema liền chỉ đi thông báo cho hoàng tử về Anvina, nhưng họ sẽ không bao giờ gặp được anh ta. Tay chân của Chichiden tại Wethalas đảm bảo điều đó, bởi vì viễn cảnh khôi phục từ nguồn nước mặt trời sẽ đem lại cho Kael'thas hy vọng. Và đó không phải là thứ gã chú quỷ cần. Gã muốn hoàng tử phải tuyệt vọng hơn nữa, cho tới khi anh ta nằm gọn trong tay gã. Cùng với Muru, Kael'thas Sintrader cũng đem một nguồn sức mạnh khác tới Wethalas. Anh ta và các huyết tiên đã tìm ra cách khai thác những công nghệ của pháo đài dòng tố để rút ma thuật từ cõi hỗn âm. Họ tách một phần pháo đài ra và xây dựng một hệ thống các thiết bị gọi là lò mana. Các huyết tiên đặt những cỗ máy bí thuật đó khắp âm bảo. Khi khởi động, chúng bọn rút ma thuật từ cõi hỗn âm và rót vào những khối pin mana được phù phép để các huyết tiên có thể hút năng lượng. Chichiden thúc giục Kael'thas tiếp tục công việc và gửi những chuyến hàng pin mana tới Wethalas. Lời khuyên của gã dĩ nhiên chẳng hề xuất phát từ sự quan tâm. Gã chú quỷ muốn sử dụng những khối pin đó để tạo ra một cánh cổng cho quân đoàn tại nguồn nước mặt trời vào thời điểm thích hợp. Lúc này, bên phía của Illidan đã sắp triển khai chiến dịch tấn công Nadresa. Nhưng liệu kế hoạch của anh có tiến hành thuận lợi? Chúng ta chờ xem vào thứ hai tuần sau nhé. Đừng quên like và subscribe cho Maximon để xem video sớm nhất. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.